Địt mà nó nhảy ra con lồn đây. Nhảy đi. Trong bụi không thể hiện được nhiều, ra ngoài mình chơi. Thế là có cái cành ở đấy nhỉ? Để lên. Đấy. Lồng một mặt thì dễ treo hơn. Trang đánh lồng hai mặt rồi. Khó quá. Mùi người rồi. Để hồ đít. Đấy. Mình đã để cái rễ đấy đẹp quá mà không nhỉ.
Chào thế chán quá. Tưởng từng nhảy ra. Chưa hết mới đều chưa?